Phương Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Môi trường và Cuộc sống số 76. Chương trình được phát sóng vào ngày 15 và 30 hàng tháng trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử. Hà Nội tạm dừng hoạt động kinh doanh nhà hàng, tiệm cắt tóc, tập thể dục nơi công cộng. Bình Định, các doanh nghiệp chủ động thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Hà Đông, Hà Nội, nhiều sai phạm tại dự án xây dựng trường đại học Phenica. Thưa quý vị, đúng 7 giờ ngày 23 tháng 5, gần 85.000 khu vực bỏ phiếu trong cả nước đã trọng thể tổ chức lễ chào cờ và thực hiện các thủ tục cần thiết cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện lớn trong đời sống chính trị Việt Nam. Vào ngày này, gần 70 triệu cử tri Việt Nam đã bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, song kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam đã diễn ra thành công. Điều này cho thấy nước ta đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ bầu cử này. Đúng 7 giờ ngày 23 tháng 5, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của cử tri cả nước, cử tri của thành phố Hà Nội đến các khu vực bỏ phiếu từ khá sớm để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Những khu vực bỏ phiếu đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, áp phích. Sau khi nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng viên và được hướng dẫn những quy định các cử tri tiến hành lựa chọn trên lá phiếu bầu. Công tác đảm bảo an toàn bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 được chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương thực hiện nghiêm với sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân. Tất cả khu vực bỏ phiếu đều được bố trí trang thiết bị, dụng cụ y tế, phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay, hóa chất phun khử khuẩn. Bố trí phòng cách ly tạm thời đối với những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. Các phòng tại khu vực bỏ phiếu đều được bố trí lối ra vào theo quy định một chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các cử tri khi đi bầu cử cũng như thành viên của tổ bầu cử. Ông năm nay đã ngoài 90, chiến đấu Điện Biên Phủ, chiến sĩ Điện Biên như này, hôm nay còn sống để bầu là rất vinh dự cho ông. Từ trước đến đây là cái bầu cử chúng ta là coi nhẹ, nhưng bây giờ thấy cái giá trị của nó rồi. Nhưng chúng tôi sống 3 chế độ thì khác, còn bà con sống 1 chế độ, 2 chế độ nó khác. Tôi nói với bà con là vinh dự lắm, nó hay đâu ra. Nhưng ngày xưa là chỉ có như thế nào. Cầm được lá phiếu để mình tín nhiệm những cái người mà lãnh đạo của đất nước, của nhân dân, thì với bà là năm nay bà 78 tuổi, bà rất phấn khởi. Bà mong muốn các cấp lãnh đạo phải là người trung thành và đem lại quyền lợi cho nhân dân. Cuộc bầu cử này tôi cho là rất chu đáo. Và đối với các cái ứng cử viên từ Quốc hội đến Hội đồng Nhân dân các cấp thì tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ từ nhiều ngày. Cái mong muốn của chúng tôi là qua cái kỳ đại hội đảng vừa rồi thì cũng nhận thấy được rằng đất nước là đang có những cái mà tiềm năng, về những cái mà đúng như Tổng Bí thư nói là chưa bao giờ đất nước là có được những ngày như hôm nay. Thế thì mong muốn được các cái ứng cử từ cấp trung ương đến các địa phương để làm sao mà phát huy và giữ được những cái thế. Thì bà rất vui, bà rất sung sướng, hạnh phúc để mà thể hiện được cái quyền công dân của bà. Năm nay bà mấy lớn tuổi rồi mà bà được như vậy là bà nghĩ tới cái quận Thủ Đức của mình sắp sửa tới nơi là tiến mạnh hơn, giàu đẹp hơn, dân ấm no rồi hạnh phúc hơn. Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay, đơn vị đã tổ chức khai mạc và đúng 6 giờ 50 thì đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Sau khi bỏ phiếu xong thì Bộ Chính trị tỉnh thành lập 5 đoàn để đi kiểm tra các cơ quan đơn vị tham gia bỏ phiếu cùng địa phương. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được cầm lá phiếu cử tri trên tay. Cảm xúc bây giờ của tôi là hồi hộp và mong rằng những người mà tôi bầu cử có thể có đủ sức đủ tài để cống hiến.
Từ nhiều tháng nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, đúng pháp luật cho người dân và cử tri cả nước đi bầu cử theo luật định và công tác phòng chống dịch COVID-19. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy và chính quyền các địa phương, tin tưởng rằng cử tri và nhân dân cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư này đã xuất hiện trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là ở địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng ta nên chủ động, bình tĩnh, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra và tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 29 tháng 5, số ca mắc COVID-19 ở nước ta là 6.657 ca. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.594 ca, 2.896 ca đã khỏi bệnh, 47 người đã tử vong. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện là 1.132.626 xét nghiệm cho 2.106.308 lượt người. Có 8 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Hiện cả nước có hơn 161.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Như đã dự báo trước đó, đợt dịch thứ tư diễn biến hết sức phức tạp, có những dấu hiệu khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Đợt bùng phát dịch lần này lan ra hơn 30 tỉnh, thành phố, hiện cơ bản đã được các tỉnh kiểm soát. Riêng Bắc Giang, Bắc Ninh là hai địa phương có xu hướng diễn biến rất phức tạp do xuất hiện hình thái lây nhiễm trong khu công nghiệp. Cùng đó, virus SARS-CoV-2 đã có những thay đổi về biến chủng, làm tăng khả năng lây lan nhanh, phát tán rộng. Điều này lý giải cho việc chỉ trong thời gian ngắn số lượng ca nhiễm tăng nhanh. Tại hai tỉnh này, số ca bệnh được nhận định là chưa có dấu hiệu chứng lại, cơ bản đều trong khu vực đã được cách ly, phong tỏa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tới đây Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ tiếp tục có các ca lây nhiễm, thêm thời gian nữa mới kiểm soát tốt được tình hình. Hy vọng với các phương án và biện pháp đang thực hiện, cùng với sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các địa phương vào cuộc trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh tại hai tỉnh này được kiểm soát tốt. Thưa quý vị, với tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, từ 12 giờ ngày 25 tháng 5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp. Tối ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ 12 giờ ngày 25 tháng 5, tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về, các cửa hàng cắt tóc gội đầu cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến. Yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội, thời điểm từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 5 đều phải khai báo y tế trên website http://tờkhaiyte.vn và các ứng dụng nCoV, Bluezone, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25 tháng 5. Cũng từ ngày 25 tháng 5, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng có văn bản đề nghị các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đăng ký xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, gửi trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu và kinh phí xét nghiệm do các tổ chức, doanh nghiệp quản lý người lao động chi trả. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là sau khi các ổ dịch xuất hiện tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tại Bình Định đã chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, xây dựng phương án cách ly tạm thời đối với người nghi mắc COVID-19. Tính đến đầu năm 2021, tỉnh Bình Định có 8 khu công nghiệp, chưa tính các khu công nghiệp trong khu kinh tế Nhân Hội và 37 cụm công nghiệp, thu hút trên 500 doanh nghiệp đầu tư và giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn người lao động. Vì vậy, nếu công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp không được giám sát chặt chẽ, thì có nguy cơ trở thành điểm nóng về dịch bệnh. Hiện tại doanh nghiệp đã triển khai là trước lúc vào công ty làm việc là đo thân nhiệt và đeo khẩu trang.
Rồi trong thời gian trong làm việc thì các ban quản lý nhà máy sẽ bố trí công nhân là đứng cái khoảng cách xa khỏi tránh sự lây lan tiếp xúc với người bệnh nhiều hơn. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp của các tỉnh đã có dịch như Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, đoàn giám sát liên ngành của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã được thành lập và hoàn thành việc kiểm tra các công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đa số các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, trong chuyến kiểm tra thực tế của đoàn giám sát liên ngành tại các doanh nghiệp, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cao Thanh Thương nhấn mạnh về việc các doanh nghiệp cần chú ý trong vấn đề đưa đón cán bộ nhân viên bằng xe buýt. Ở công ty thì có là xe đưa đón công nhân, thì xe đưa đón công nhân thì mình có lập ra một cái danh sách của từng cá nhân về số điện thoại, và địa chỉ và mình vẫn thực hiện là kiểm tra trước khi lên xe. Và ngoài giãn cách như xe 50 chỗ thì bây giờ mình chỉ bố trí là chở 20 người để đảm bảo an toàn, ngồi một bỏ một ghế. Hiện Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn yêu cầu tất cả người làm việc trong các khu công nghiệp tập trung và người làm việc trong các nhà máy phải thực hiện khai báo y tế. Sơn thủy hữu tình, giàu nước an nhiên, chữa lòng di sản, cảm nhận sắc xuân rạo rực khắp đất trời. Sơn quơ bà đen mountain khai mở huyền thoại, chinh phục đỉnh thiên. Quý vị thân mến, tạm gác lại những thông tin liên quan về dịch bệnh COVID-19. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhẹ nhàng của hoa mùa Hoàng Yến trong nắng hè tháng 5. Tháng 5, dưới cái nắng oi ả của Hà Nội, những cây mùa Hoàng Yến lại thi nhau đua nở. Rực vàng dưới bầu trời xanh ngắt, rực vàng bên những mái nhà, rực vàng trong những tán lá xanh. Sắc vàng tươi của màu hoa xen lẫn màu xanh non của lá tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng và thuần khiết. Ở Hà Nội, mùa mùa hoa yến thường kéo dài trong khoảng 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7. Hoa thường nở thành từng chùm lớn, cánh hoa hình bầu dục, phủ một màu vàng óng mượt. Với màu vàng nổi bật tượng trưng cho hoàng gia, loài hoa này còn có các tên gọi khác như mùa hoàng hậu, hoa lồng đèn, hoa bọ cạp vàng hay là mai dây. Loài hoa mùa hoàng yến được xem là quốc hoa của đất nước Thái Lan, mang lại ý nghĩa tượng trưng cho sự tươi mới, hạnh phúc đủ đầy. Ở nước ta, tuy loài hoa này chưa xuất hiện nhiều, nhưng đã góp phần tô điểm thêm màu sắc cho một mùa hè rực rỡ và tươi thắm. Mùa hoàng yến đặc biệt ở chỗ nó không mọc riêng lẻ mà kết thành từng cụm. Mỗi cành hoa rủ xuống dài từ 20 đến 40cm. Cũng bởi đặc điểm này mà mùa hoàng yến khi nở rũ xuống từng chùm trông như những chiếc lồng đèn rực vàng giữa bầu trời mùa hạ. Những cây mùa hoàng yến ven hồ Tây tuy nhỏ bé khẳng khiu nhưng lại vàng chữ thành từng chùm hoa. Nét thanh mảnh rực rỡ của nó khiến cho những người yêu hoa phải trầm trồ ngước nhìn. Những ngày Hà Nội nắng vàng càng làm cho màu hoa mùa hoàng yến thêm rực rỡ hơn. Cùng với bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, mùa hoàng yến đã trở thành một đặc sản của Hà Nội mỗi khi hè về. Mùa hè năm nay, khác với những mùa hè năm trước, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến cho mọi người không còn được check-in những bức ảnh đẹp và cùng nhau ngồi dưới gốc cây mùa hoàng yến. Mặc cho cái nắng nóng bức oi ả của thủ đô, sắc vàng của hoàng yến vẫn rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp cho con đường ven hồ Tây thêm thơ mộng. Chuyển sang những thông tin khác. Người dân thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang phải hứng chịu những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt do sự ô nhiễm nặng nề tại con sông thoát nước chảy qua thôn. Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài gần 20 năm qua và người dân đã nhiều lần có ý kiến đến các cơ quan chức năng. Nhưng hiện nay, tình trạng ô nhiễm tại đây vẫn chưa được xử lý. Trời mưa thì rác nổi lên lềnh bềnh,
trời nắng thì mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc. Đó là thực trạng đầy bức xúc diễn ra tại con sông thoát nước tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội mà người dân nơi đây đã và đang phải gánh chịu. Mỗi ngày, nước thải kèm rác thải, túi ni lông, xác động vật chết tuồn xuống sông bốc mùi hôi thối khiến cho người dân vô cùng khó chịu. Đây là sông cứ thối như thế này quanh năm ngày tháng này, ruồi muỗi rất là nhiều. Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân này, ở đây hàng ngày hàng giờ đấy, các em đứng đây một lúc em còn không chịu được. Mùi rất là kinh luôn. Tất cả các loại rác thải từ ở đâu loại sạch loại bẩn nó đưa hết về đây. Mà có được nó tắc nó dành lên bẩn lắm. Theo ghi nhận của phóng viên tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, con sông này kéo dài khoảng 2 km từ đầu thôn đến cuối con đường dẫn vào thôn. Tất cả nước thải của cả làng trên, làng dưới đều đổ xuống con sông này. Cứ như vậy, mỗi ngày con sông này phải tiếp nhận hàng ngàn mét khối nước chưa qua xử lý. Nước sông có chỗ thì đặc quánh màu đen, có nơi lại tràn ngập rác rưởi đủ loại, nổi bọt bẩn khiến sông. Bên cạnh đó, việc dân số ngày càng tăng nhanh, đất chật, người đông khiến cho tình trạng ô nhiễm này ngày càng trở nên nặng nề và khó kiểm soát hơn. Người dân ở đây cho biết, đã hơn 20 năm nay, con sông này bị ô nhiễm, bà con phải sống cùng tình trạng khó chịu, bốc mùi hôi thối, mất mỹ quan thôn xã. Ô nhiễm là coi như thế này, cô xuống đây ở là tầm 36 năm rồi. Những lúc mà chúng cô nằm ngủ ở đây đấy là tất cả cả cái thôn xã thôn Vĩnh Ninh này đều nằm ở đây là đều thải chất độc hết cả ra đây, ô nhiễm môi trường. Những lúc mà đang hạn hạn mưa thì chúng cô ngủ là chúng cô phải đeo khẩu trang. Nhà chúng cô phải đóng cả, trước khi chúng tôi cô mở cửa sổ, bây giờ chúng cô phải mua kính để chúng cô nắp hết cả vào cho nó kín để không có cái mùi bốc mùi. Nếu mà những cái nhà ngói thì vẫn mùi. Đây chết đa số là chết về đa số là có ung thư. Toàn ung thư phổi, ung thư dạ dày, toàn chết ung thư. Các cái tuổi ngày xưa đấy, tuổi già còn, bây giờ mình có ai có tuổi già đâu. Không có còn những người tuổi già. Như người dân đã chia sẻ, tác hại khủng khiếp nhất mà thực trạng này gây ra đó là làm suy giảm tuổi thọ của con người. Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư, những bệnh nền về hô hấp xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Thực trạng này quả thực rất đáng báo động. Đứng trước tình hình này, người dân mong muốn được chính quyền giải quyết triệt để vấn đề về sông ô nhiễm, lấy lại bầu không khí trong lành, đảm bảo nguồn nước sạch. Đề nghị với cả chính quyền là tạo điều kiện cho là nắp cái sông cống hộp vào thì nó mới hết mùi. Chứ không cứ để như thế này là rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người. Cô chỉ cầu mong làm sao mà đảng và chính phủ, nhà nước có biện pháp nào để coi giúp đỡ chúng cô khỏi cái tránh cái tình trạng ô nhiễm môi trường này, để làm tạo điều kiện làm cho chúng cô được một con đường này. Chúng cô chỉ mơ ước. Năm nay cô hơn 60 tuổi rồi, cô sống ở đây gần 40 năm, cô sống ở đây tại đây, cho nên là chúng cô chỉ mơ ước làm sao mà làm được cho chúng cô cái con đường này sạch đẹp, cho chúng cô người dân chúng cô đỡ bức xúc, đỡ khổ. Những tờ đơn được gửi lên nhiều lần, lời kêu gọi giúp đỡ, giải quyết trong các buổi họp được người dân nhắc đi nhắc lại. Người dân dần rơi vào tuyệt vọng và phó mặc số phận, bởi có lên tiếng bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời nhận lại vẫn chỉ là cái gật đầu ậm ừ của cán bộ. Vậy lý do nào khiến cho tình trạng này vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết triệt để? Vấn đề ô nhiễm này còn kéo dài trong bao lâu nữa? Những câu hỏi trên dường như không có lời giải thích nào thỏa đáng. Nước sông vẫn ô nhiễm trầm trọng, người dân vẫn phải chịu đựng. Hàng ngày vẫn phải chống chọi của mùi hôi thối nồng nặc bốc lên ngay trước cửa nhà mình. Việc cải tạo và xử lý vấn đề sông tại thôn Vĩnh Ninh đang rơi vào tình trạng khẩn cấp và là vấn đề cấp thiết cần phải được giải quyết ngay. Bên cạnh đó, để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm, người dân cũng cần phải chung tay phối hợp và có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Hàng chục công nhân ăn ở, sinh hoạt, xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường, các lều lán tại cổng công trường không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và chưa được sự cho phép của chính quyền quận Hà Đông. Không những vậy, chủ đầu tư còn ngang nhiên khai thác trộm nước ngầm dưới đất để phục vụ thi công. Những tồn tại trên đã diễn ra tại dự án thi công công trường Đại học Fendica suốt một thời gian dài nhưng lại không hề bị các cơ quan chức năng phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông kiểm tra, xử phạt. Trường Đại học Fendica, thành viên của tập đoàn Fendica, tiền thân là Trường Đại học Thành Tây, nằm trên địa bàn hai phường Yên Nghĩa và Dương Nội, thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện nay, nhà trường đang xây dựng hai hạng mục là nhà làm việc điều hành nghiên cứu A9 và thư viện trung tâm A10, với hai nhà thầu là công ty cổ phần Fecon và công ty cổ phần xây dựng Central. Trong quá trình thi công, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn nhận được nhiều phản ánh về việc dự án thi công gây ô nhiễm môi trường, đấu nối mở cổng trái phép. Đặc biệt, việc hàng chục công nhân đang ngày đêm ăn ở, sinh hoạt tại các lán chạy xung quanh gây ô nhiễm cũng như tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất lớn. Ghi nhận tại khu lán chạy cạnh công trường, những tấm tôn lụp xụp, nhếch nhác được dựng lên để làm nơi ăn ở,
sinh hoạt cho công nhân. Nước thải trong quá trình nấu ăn sinh hoạt không được xử lý mà xả thẳng ra ngoài môi trường. Trong khi đó, trường Đại học Phenica đã được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Thế nhưng, vẫn còn một phần nước thải không được thu gom hết, xả ra cống rãnh xung quanh. Nước không thoát kịp nên bị ứ đọng lâu ngày, tạo thành màu đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đây cũng là điều kiện lý tưởng cho các loài ruồi muỗi phát sinh và lây lan dịch bệnh. Còn dây điện, ổ điện lại nằm ngổn ngang dưới nền đất như thế này. Có thể nói, mọi quy định về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy đều bị chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án coi thường bỏ qua. Nguy hiểm hơn cả, hiện nay nhà thầu thi công dự án còn ngang nhiên khai thác trộm nước dưới đất trái phép để cho công nhân ăn ở, sinh hoạt và phục vụ thi công xây dựng dự án. Hành vi này đang vi phạm nghiêm trọng luật tài nguyên nước. Không hiểu, trong các cuộc kiểm tra, phòng ban chuyên môn của quận Hà Đông cũng như đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận có nắm bắt được hay không? Theo đó, việc khai thác nước ngầm mà không được cấp có thẩm quyền cho phép được quy định tại khoản 4 điều 42 Nghị định số 139 năm 2017 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 40 đến 50 triệu đồng. Để thông tin đa chiều khách quan, phóng viên môi trường.net.vn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hồng Việt, trưởng phòng hành chính và quản trị thiết bị trường Đại học Phenica. Cái VTM đây là báo cáo đánh giá tác động môi trường VTM của trường Đại học Thành Tây. Vậy khi Đại học Phenica xây dựng lên và có báo cáo lại là toàn bộ không thay đổi, tuân thủ theo đúng cái thiết kế của Đại học Thành Tây cũ, và đã có một cái văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận là nếu mà như thế không có thay đổi gì thì không cần phải xin lại DTM. Khi mà trường xây và làm cái lá công nhân đấy là trường đã có công văn gửi ra phường là xin được làm cái việc đó. Và khi làm việc đó thì phường có trả lời là đề nghị đảm bảo an toàn. Thì bây giờ ấy, các anh chị ra đấy có thể xem, nghĩa là toàn bộ cái hệ thống xử lý nước thải đấy ở ngoài, mặc dù ở ngoài trường nhé, nhưng mình vẫn được thu gom và bơm về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của trường. Thế thì hiện tại nếu mà bây giờ với bên chị xuống kiểm tra thì là đã toàn bộ cái việc thu gom nước thải đều đã phải để trong cái khu vực cái gầu mà công ty môi trường người ta đặt sẵn cho trường đấy rồi. Ngoài ra ở đây thì có một cái là cái hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của khu công nhân đấy đều được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của nhà trường. Ngoài ra, hiện nay ngoài cổng phục vụ thi công tòa A9 và A10, trường Đại học Phenica đang mở thêm hai cổng khác để đấu nối giao thông khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép. Được biết, năm 2020, trường Đại học Phenica có hoạt động xây dựng nhà thể thao đa năng C1, và theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng gồm dầu mỡ, rẻ nhiễm dầu mỡ, can thùng đựng dầu mỡ, các loại hóa chất, phụ gia sử dụng trong xây dựng, các loại cặn sơn, rẻ lau nhiễm sơn, thùng can đựng sơn, que hàn, xì hàn, bin, ắc quy, dầu thải. Thế nhưng, không hiểu tại sao, tại báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2020, trường lại không ghi cụ thể khối lượng chất thải nguy hại phát sinh, mà chỉ ghi các mã chất thải nguy hại phát sinh như hộp mực in, hóa chất, chai lọ đựng hóa chất, phục vụ thí nghiệm, bóng đèn huỳnh quang. Và còn hàng loạt những thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thực hiện luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước, nhưng phía nhà trường cũng không cung cấp được cho báo chí. Tại điều 2 của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký cấp ngày 12 tháng 6 năm 2013 nêu rõ, chủ dự án và đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo bằng văn bản và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay dù đã đi vào hoạt động được hơn 2 năm, nhưng dự án này vẫn không lập và gửi thông báo vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường gửi các cơ quan chức năng. Xác định hoàn thành công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1. Cái đấy thì theo hồ sơ của dự án của nhà thầu, trong đấy họ sẽ có đầy đủ luôn hợp đồng bãi đổ, hợp đồng với lại đơn vị vận chuyển này. Khi mà nhìn thấy ngày xưa dự án của trường Đại học Thành Tây ấy, là tưởng là họ nó là một cái dáng bé, hoặc là nó ngày xưa không làm gì được xây như này đâu. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu ra thì trường Đại học Thành Tây ngày xưa người ta khi được phê duyệt DTM ấy, người ta đã được phê duyệt cái đề án xây y hệt như này. Nên là khi Đại học Phenica, tập đoàn Phenica mua lại trường Đại học Thành Tây và chấp nhận thực hiện theo đúng cái quy hoạch đã được phê duyệt. Do vậy là cái DTM đây là báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM của trường Đại học Thành Tây. Vậy khi Đại học Phenica xây dựng lên và có báo cáo lại là toàn bộ không thay đổi, tuân thủ theo đúng cái thiết kế của Đại học Thành Tây cũ, coi như quy hoạch như nào và trường Đại học Phenica xây như vậy, và đã có một cái văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận là nếu mà như thế không có thay đổi gì thì không cần phải xin lại DTM.
Việc trường đại học Phoenicia cho rằng mình không thuộc đối tượng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường liệu có đúng quy định khi mà dự án trường đại học Thành Tây được phê duyệt DTM vào năm 2013. Với hành vi trốn tránh như vậy, không biết rằng dự án này có điều gì uẩn khúc khiến cho chính quyền phường Yên Nghĩa đang tìm cách bao che cho sai phạm. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo các sở ngành chức năng và quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án trường đại học Phoenicia. Một dòng chảy êm đềm giữa lòng thành phố sôi động, nơi bắt nguồn cho cuộc sống thịnh vượng và sung túc. Quý 7 Sài Gòn Riverside Complex, nơi mang đến một không gian sống tiện nghi và hiện đại dành cho bạn, kiến tạo nên một cộng đồng sung túc trong lòng đô thị thịnh vượng. Quý 7 Sài Gòn Riverside Complex, đẳng cấp dành cho bạn. Thưa quý vị, phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý có trong số báo in tháng 5. Tại chuyên mục Nước và Cuộc Sống có bài viết Ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam, bài 2 Kiểm soát an ninh nguồn nước đô thị, trang 2, trang 3 của tác giả Thanh An cho biết, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gia tăng dân số nhanh chóng sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao. Các đô thị ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh nguồn nước. Tiếp đến trang 12, 13, 14 của mục Môi trường, tác giả Minh Khang đưa ra vấn đề cuộc chiến khai tử bếp than tổ ong. Sử dụng bếp than tổ ong là một trong những tác nhân dẫn đến ô nhiễm không khí trong nội đô, tạo khói và bụi độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân cũng như tiềm ẩn các mối lo về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm trang 22, bài viết Các loại rau củ càng nấu kỹ càng nhiều dinh dưỡng của tác giả Khánh Chi có nêu có những loại rau củ khi ăn sống đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nhưng có những loại cần nấu chín, thậm chí là chín kỹ mới có thể phát huy hết tác dụng. Bài viết Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Mục Tài nguyên khoáng sản trang 32, tác giả Trọng Huy cho biết, trong bối cảnh quỹ đất dành cho phát triển lâm nghiệp không thể mở rộng, Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đang tìm cách để tìm ra những giải pháp mang tính đột phá, nâng cao chất lượng rừng. Tại chuyên mục Văn hóa xã hội trang 34, 35, 36, tác giả Hà Thu có bài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Trong trang 44-45 Mục Kinh tế Môi trường, tác giả Thanh Thủy có bài Tạo sinh kế cho người dân từ việc phát triển rừng. Rừng không chỉ là lá phổi của trái đất mà còn là sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình nghèo. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh bảo vệ phát triển rừng đã giúp người dân của nhiều tỉnh miền núi có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong trang 49 số này của tác giả Minh Hoa có bài Dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cách tốt nhất để giảm nguy cơ nhiễm bệnh là tuân theo các biện pháp phòng ngừa và tập trung vào việc tăng cường sức khỏe. Quý vị thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Môi trường và Cuộc sống số 76 ngày hôm nay. Mọi đóng góp, thông tin, ý kiến về tình hình môi trường và cuộc sống, quý vị và các bạn gửi qua email toasoan.mtcs@gmail.com hoặc đường dây nóng 0986 666 917. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống lần sau.